Thưa quý vị, nếu như trước đây việc tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp hoàn toàn thuộc về phía các cử nhân và gia đình, thì ở thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam đều tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho các cử nhân trong quá trình gặp gỡ nhà tuyển dụng và tìm kiếm cơ hội việc làm. Em Nguyễn Huy Sơn, sinh viên năm thứ tư ngành hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, tới sự kiện Job Fair để tìm cho mình cơ hội việc làm theo đúng ngành học của bản thân. Bên cạnh được gặp gỡ nhà tuyển dụng, tiến hành phỏng vấn hay lắng nghe thuyết trình từ các chuyên gia, Huy Sơn mong muốn xây dựng mạng lưới mối quan hệ hữu ích cho công việc tương lai. Cái hay ở đây đó là cái việc là mình được trực tiếp gặp mặt các doanh nghiệp thay vì là mình trao đổi online. Trước đây thì em có từng đi làm một số nơi, nhưng mà đa phần các nơi đấy em đều phải trao đổi hoàn toàn online. Cái sẽ bị gián đoạn trong cái việc là em tìm việc và cũng khó có thể tiếp cận được các nhà tuyển dụng. Mà tại đây là cái cơ hội trực tiếp để bọn em có thể trao đổi với các doanh nghiệp, nên là sẽ mở ra cái cơ hội lớn hơn để bọn em có thể thuyết phục để mọi người được vào cái doanh nghiệp mà em mong muốn. Hôm nay mong muốn lớn nhất của em đó chính là hiểu được về những cái quy trình tuyển dụng và mong muốn yêu cầu đầu ra của các doanh nghiệp để từ đó phát triển bản thân em hơn, và nếu có thể thì em cũng mong muốn nhận được phỏng vấn trực tiếp hoặc là được tuyển dụng ngay từ các doanh nghiệp. Có 40 gian hàng của 30 doanh nghiệp tham gia phỏng vấn ứng viên theo 6 nhóm ngành. Job Fair là sự kiện tuyển dụng thường niên hướng tới sự chuyên nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng, mở ra những góc nhìn mới mẻ, trực diện hơn về hành trình tìm kiếm công việc phù hợp đến từ nhiều diễn giả, đến từ các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Trước cái ngày hội như thế này, chúng tôi có một loạt các cái sự kiện gọi là tiền job fair, tiền ngày hội việc làm. Nó bao gồm là các cái workshop, các hội thảo, gọi là cái industrial insight series. Nó bao gồm rất là chúng tôi sẽ chia thành nhóm ngành. Như chia sẻ hôm nay là ví dụ nhóm ngành kế toán tài chính thì chúng tôi sẽ có một cái nhóm là các cái doanh nghiệp đến hội thảo từ các nhóm ấy rồi. Rồi có nhóm về công nghệ thông tin, nhóm về kinh doanh marketing, vân vân, phải có cái nhóm như thế. Và sau đó thì có thậm chí là có những công ty liên quan đến tuyển dụng, như top CV là hướng dẫn các bạn ấy sửa CV, hướng dẫn các bạn ấy up thông tin. Và sắp tới là chúng tôi thậm chí là có cả một cổng thông tin việc làm online nữa. Hiện tại bên mình cũng đang tuyển dụng cả các bạn thực tập sinh và những bạn có chưa có kinh nghiệm thì có thể bên mình sẽ tuyển dụng để về bên mình có thể đào tạo. Sau một thời gian, nếu mà các bạn cảm thấy phù hợp và các bạn thích công việc này thì bên mình sẽ tạo cơ hội để cho các bạn vào ký hợp đồng chính thức với công ty mình. Nhà trường có cơ hội nhận định thị trường và nhu cầu việc làm của doanh nghiệp. Sinh viên được tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới nhà tuyển dụng. Còn doanh nghiệp có cơ hội tư vấn cho nhà trường về chương trình đào tạo phù hợp, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp. Từ những trải nghiệm thực tế này, sinh viên nhanh chóng trưởng thành và phát triển ngay khi rời ghế nhà trường.